Hello các bạn, em mình xin mến chào các bạn ha. Đây là cái bộ mới quay thiếp em mình đã làm xong nè các bạn. Bây giờ em mình giả hai ngón danh cho cô khách này trước nha. Sau khi giả hai ngón danh em mình mới bỏ thớt gel lên. Rồi bây giờ em mình sẽ giả ngón danh này. Em mình sử dụng màu đen nha các bạn, màu đen có giá lai thường nha. Rồi bây giờ em mình sẽ giả một cái ngay đây. Ngay cái chấn màu trắng nè các bạn, một cái ngay đây. Các bạn thấy không giả? Mình giữa hai cái chén màu trắng nha, mình kéo xuống đây một lần. Rồi, sau đó mình sẽ vẽ những cái lần nhỏ nhỏ này. Rồi, ở trên đây thì mình sẽ vẽ những cái lần nhỏ nha. Rồi. Sau đây mình sẽ dùng kim tuyến nha các bạn, bỏ một tí xíu kim tuyến ngay giữa nè. Cái cách này chỉ dễ đơn giản, một cái màu đen với kim tuyến này. Ở đây mình sẽ ít hộp kim tuyến ra bên đây. Rồi này mình đã xong cái mẫu giả này nha các bạn, thấy nè cực kỳ đơn giản luôn nha. Tại vì cô khách này từ hồi đó giờ có mình đã dạy đó các bạn, chỉ làm quay thiếp và giá màu đen với silver thôi, giá like thôi chứ không bao giờ giá hoa ha. Rồi bây giờ bên đây em mình cũng bắt cái đường ngay cái chén cái màu trắng này nè em mình. Rồi em mình bọc lại lấy một cái. Rồi bây giờ em mình đi một cái đường này xuống. Rồi em mình vẽ cho đối xứng nha các bạn. Rồi bây giờ em mình đi những cái đường nhỏ ở đây nè. Rồi các bạn thấy là em mình vẽ hai cái like cho nó đối xứng nhau. Bây giờ cái bước kế tiếp là em mình sẽ bỏ một miếng kim tuyến ra đây nha các bạn, kim tuyến như khoảng giữa nè. Các bạn bỏ kim tuyến thưa thưa nha em mình vậy đó cho không bị che mất cái đường đen của mình ha. Rồi, ở đây mình bỏ vài hộp ra đây, ở đây mình cũng bỏ vài hộp ra đây. Rồi bây giờ em mình đã xong hai ngón vẽ rồi nè các bạn. Đây em mình bỏ vô cầm theo cho các bạn coi. Đó, tương đối chiếu với nhau như vậy, đối xứng chứ em mình, sorry các bạn, có nhiều bạn nói em mình nói đối chiếu sai, nhưng mà ý em mình muốn vẽ hai ngón là nó đối với nhau như vậy, vẽ hai chiều chứ không phải vẽ một chiều nha các bạn. Giờ cái bước cuối cùng em mình sẽ bỏ nước bóng lên nè. Cái này nước bóng thì bỏ quay thiếp chứ không phải nước bóng thì bỏ màu keo nha các bạn. Rồi em mình bỏ nước bóng lên. Sau đó em mình cho hơi 60 giây là em mình đã hoàn thành xong cái bộ mới quay thiếp với hai ngón vẽ cho cô khách này ngày hôm nay. Em mình bỏ nước bóng này thì em mình cũng cover đầu móng, nhưng mà các bạn có vuốt xuống luôn cũng được, không cover cũng được, nhưng mà em mình nghĩ cover cho nó hô chắc hơn. Còn cái này cái quay thiếp thì nó không thể nào bị tróc được rồi, tại vì mình gắn cái thiếp màu trắng đó các bạn đó. Nước bóng này mình quét cũng một cái lượng vừa đủ thôi các bạn, đừng lấy quá nhiều nó bị chảy ra hai bên hông nha, nhưng mà cũng đừng quá ít, nếu mà quá ít nó ra không có đủ độ bóng, mình quét sạch quá nó ra cũng không có đẹp. Rồi bây giờ em mình đã xong rồi, em mình cho hơi bên đây bên đây nha. Rồi cái bước kế tiếp này mình cho bỏ nước bóng sang bên kia nữa là em mình đã xong nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn thấy cái ngón này nè, em mình không cần hơi, em mình vẽ xong rồi nó đã khô rồi. Bây giờ em mình bỏ nước bóng lên nè. À, bây giờ em mình xin kết thúc cái video này tại đây nha các bạn. Các bạn mà yêu mến em mình, các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ em mình để không có bỏ lỡ những cái video mới của em mình nha các bạn. Em mình xin thân ái chào các bạn.